Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Sao tự nhiên phải ra tốc cái này căng thẳng như vậy? Mình đi theo cái cầu kia để nhặt đồ ấy. À, bao giờ có đồ mới thông báo à? Có tim không? Rồi, anh thấy rồi. Chết cả đôi luôn. Còn kho bên kia nữa. Ok. Ngoài thế quả bắn lục được không? Bắn lục giết 3 thằng anh em ạ. Quá đỉnh. Phương Hằng chúc anh tuổi mới thật nhiều đến. Ui, cảm ơn Phương Hằng nhiều nhá. Cảm ơn em. Anh đứng đây để cẩn thận nhá. Ok, anh thoải mái. Sống tốt. Watch out. Kìa, bọn ở bên kia nó đang táp kìa. Cháy. Chiếu tướng luôn, không đút đồ à? Con thông sơn này. Từ đợi anh tí, đợi anh tí. Bên đường đông lắm nhá, cẩn thận nhá. Phải chết quả, đúng chán ạ. Anh nhiều máu nhá, ai cần thì mồ hô nhá. Ui, đầu kia bọn nó vẫn đang đánh nhau kìa. Cam khao, đứng đây cam khao. Đằng sau cứ kệ nó. Con kinh công bây giờ nó nhả đồ nó thông báo mà. Ngồi nhá, ngồi. Nấp đi boy. Chờ bọn nó ra cái. Bao giờ anh bảo bắn hắn bắn nhá. Thêm một đứa nữa. Phúc ơi, đứng ở đấy có sợ bọn đằng sau nó móc không? Không. Ok, thế em biết ở đấy nhá. Bao giờ anh bảo bắn hắn bắn. Cứ từ từ thôi. Nó vào vị trí cái mình xả chết nguyên tim luôn. Giờ cứ chờ đợi. Ơ sao con kinh công đứng im lại anh kia? Ui bọn kia đến nơi rồi. Nhanh lên bọn mày ơi, nhanh lên mấy thằng khao ơi. Phải nhanh chứ. Mẹ bọn kia mà đến nó thọc vào đít là mệt đó. Kinh công vẫn chưa đáp đồ. Khao không ra luôn. Phúc ơi, em có thể quay ngược lại em công canh bọn kia được không? Anh mấy cái tiên ở đây. Canh bọn nào? Canh bọn ở đằng sau ấy, chỗ cái nhà kho anh chấm ấy. Nó chuẩn bị thục vào mình rồi đấy. Ủa, nó tới rồi hả? Có thể, hên xui. UMP. Không thấy bọn này luôn. Quay lại, tới rồi đúng không? Ok. Ở đâu? Ping đi. Lại nữa, vừa chạy thì bọn khao lại bắn. Mẹ. Trước mặt này nha này. Ok. Lớp ở đâu thì phải báo chứ boy. Mark the location. Ở đây lên. Ra được không? Không cứu được.
quay lại can tụi Khao à? Ờ. Cái nồi gì ấy? Ôi nó tí tan rồi nó kìa. Ôi nó quá rồi. Watch out. Lại quay về canh bọn Khao. Canh Khao. Ui. À bòi. Canh Khao. Ui. Ngu người này. Trái còn một. Ui, nó gạt rồi. Mark the location. Rồi, xong. Canh Khao. Mẹ bọn Khao nó cứ đứng ở trong nó bắn. Đúng không mà thôi. Đâu? Tụi này nó mọc lên như nấm vậy. Rồi chết hai thần này. Đồng thật đậu phộng. Ê, hòn đá hướng N. Đây. Mark the location. Đó. Rồi hai thằng ra đấy luôn. Anh em ngồi canh trước. Nó đi bờ biển đấy, nó đi đường bờ biển. Thấy hơn rồi. Chưa biết được. Đây đang đi đường em này. Ok. Bắn đi. Bị mấy con nhện cặp chết cha mày. Bị mấy con nhện nó cặp. Đây. Em ơi qua. Ui chết cả team rồi, bị nhện cắn. À thế à? Nó bị con nhện nó lùa kìa. Chết cả team. Đừng ra đấy lút đồ. Nhện cắn. Nhện cắn. Đây đi thôi. Con kinh công nó đi mất tiêu rồi, đâu nữa. Má nó đi kiểu như lắp motor và đít vậy. À lên trên kia kiếm scope đã. Thôi em ạ. Bỏ. Tí nữa thằng nào lấy được đồ thì anh em mình lút của chúng nó thôi chứ. Giờ chịu rồi. Anh cũng hết rồi. Lên loot của bọn kia là giàu mà. Trắng đấy đây. Cái gì? Giờ nhìn kỹ anh Tuấn không đẹp trai bằng anh Hoài và anh Phúc á. Phải cả nồi ạ. Nói đúng đấy. Tập lý luôn. Mẹ. Anh như kiểu diễn viên tài tử Hollywood này mà em lại bảo không đẹp trai bằng hai thằng này. Vô lý vãi. Trai gái nhưng mà thích đấy. Mấy thằng trên này nó học như nấm ấy nhở. Ừ, đông thật. Mà sao nó khác team mà nó đi bắn nhau nhỉ? Chúc anh có sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sớm rước được chị Xích về nhà. Ơ, rước rồi mà em. Rước rồi mà muốn. Watch out. Đâu. Chắc là người không? Ok, qua liền em ơi. Bác cả đái à, đây là đâu? Tôi là ai? Rồi thấy rồi. Người đúng người luôn. Watch out. Đó. Đừng có bắn sớm. Hay. Chạy qua được đường chưa? Ui gạt luôn à? Rồi xong, chết tươi con đứa ơi. Cái mục di chuyển nó cứ bị ngao ngáo gì nhỉ? Ờ đúng, em cũng bị đúng không? Anh cũng bị. Lỗi phiên bản rồi. Đâu em đâu có chơi BD đâu. Cái anh phải cả nồi hoài. Chán hoài đậu. Hoài như lấy cớ để nó chết xong nó ngồi giao lưu sao? Đúng rồi đấy. Mấy súng không có súng của người gì. Đi thôi. Có scope giờ. Anh lần này là đủ rồi. Đi thôi cả lo ơi. Mẹ không có xe mà đuổi theo mấy con kinh công chưa? Con kinh công đi xa quá.
Mọi người ơi, tránh xa bọn nhện đó nhá. Nó cắp đau lắm ấy. Nửa máu luôn đấy. Đi lại cái đường của nó thôi. Nhưng mà mình tốn đạn này. Cái tốn thời gian. Chả đứa con que gì. Chả thích kinh công thả đồ nữa nhở. Mẹ. Đúng là cái nút di chuyển. Người à? Bắn cũng... Rồi kinh công biến mất rồi nhá. Nhòn với chúng tôi này. Thanh ngò không bê. Ngọc phải cướp ra. Sao vẫn còn kinh công à? Kinh công chưa đi à? Mẹ, nó ra, nó cách xa mình ơi là xa mà nghe cứ như kiểu nó đang ở bên cạnh ấy. Trước là mối quan hệ fan idol nhưng sau thành quen cả ở ngoài đời nha. Ừ đúng rồi. Còn mình gặp nhau trong một buổi offline bất đắc dĩ. Thật ra buổi đấy cũng không thể gọi là buổi offline được. Đấy, thế là tự nhiên chơi với nhau hợp thì thành bạn bè thôi. Map này phải bắn mini nó mới chất á. Phải nồi đào mã ra mini và map này à em. Đứa nào bắn cái gì đấy? Vào bốt cam đây. Map này bắn nó sáng nhìn sướng thật. Chả thấy cái nồi gì. Đâu? Godzilla đâu? Con tí nó biến đến giờ mà nó đuổi không kịp. Còn 14 thằng nữa vẫn đông phết đấy các bé bè ạ. Nó có thể bế mình đi ở bất cứ lúc nào đấy. Lúc mà mình không để ý nhất là nó sẽ bế mình đi. Chạy ngoài này đi các bé bè. Anh không thích... Cái gì ở trước mặt? Watch out! Thính đỏ. Đấy em lộm đấy. Lộm thêm đấy. Ôi, anh nhìn cục thính đấy anh sợ lắm. Cái cục thính nằm ngay dưới chân đồi ạ. À. Kinh quá. Mấy cục thính kiểu như vậy là không thơm tí nào. Mộ giá. Nên mà lộm. Đồ cảm giác chạy nữa. Tù sao nhỉ? Chơi quen có đồ rồi đúng không? Chơi đồ rất là có đồ chơi sớm lắm. Ơ? À nó cầm phút cuối đấy. Nó cầm phút cuối. Trái thấy đồ đạc này. Thôi 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 cút đi. Đó, phộng chả cho đồ gì cả. Chả được hit đi. Bắn chán quá. Chắc là nó sợ giò dỉ hách hiếc nó cái thứ ấy xem. Nên là nó khóa chức năng cho đồ lại đấy. Anh nghĩ là như vậy. Ui, anh em đặt lâu nhiều vậy. Đặt 11. Ui, vãi nồi 1 ăn 11 kìa. Mọi người không tin anh em mình sẽ lấy được top 1 anh em ạ. Thế rồi. Lại phải lấy top 1 cho anh em gọi là trắng mắt ra mới được. Thì bây giờ cứ đi tìm chúng nó thôi chứ biết đi đâu giờ. Bòi ơi, đi cùng team đi bòi. Bắn cái nồi gì đấy? Nó bắn với bọn em nó cũng thế này à? Vai cả đái ạ. À. Kích mẹ ra khỏi team đi. Kích nó ra khỏi team đi. Chơi game có những đứa như thế này phá đội hình vậy. Ôi em chả rồi anh mạnh luôn ấy. Hỏi anh Phúc xem. Em gắn được Phúc hơi nhiều. Ghê vậy luôn á. Có người chết trên đây em ơi. Ghê vậy. Điều tra xem. Nguyên nhân tại sao nó chết.
Lên đây nói nhiều mẹ. Bế đâu, tao điều tra à? Đâu? Điều cái nồi. Xác ở đâu? Điều tra đi. Đó, 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 đó. Xe nó vứt đây này. Công eo vì này. 8357 này. Team nó ở dưới đấy, team này bắn kinh lắm em nhá. Quăng sấm mốc ở dưới này. Tụi kia, chỗ này 2 team anh. Ừ, 2 team ấy. Mà nó ngoài bo, cứ đứng chờ xíu. Ok. Chết. Còn tim đó. Watch out. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Cứ đứng ở trên đây, cứ đứng trên đây mà bắn thôi, cứ đứng watch trên đây. Out. Ở đâu nó ở đâu? Marked a location. Gạt hộ, gạt hộ. Watch out. Không thấy, không thấy. Ok, ok. Đứng đợi bòi. Bòi ơi, bắn bình tĩnh thôi em. Thằng áo trắng đúng không? Còn. Team đó vẫn còn đấy, cẩn thận. Cứ bình tĩnh bắn thôi. Mình win chắc rồi. Anh nghĩ là còn team này thôi. Phúc ơi, nhìn nhìn đầm lầy, nhìn đầm lầy, quay quay lại nhìn đầm lầy. Có thể nó đi hướng đầm lầy. Còn đá hướng 100. Rồi. Lủng rồi đúng không? Yếu, còn ra gió. Thằng nữa thôi, easy top 1 rồi. Easy money. Easy cho những anh em nào đặt top 1. Trời ơi. No ơi là no. Cho anh. Không muốn bán độ cũng không được ấy chứ. Bắn như thế thì bán làm sao được. Ôi, ôi. 15 kill ngay. Ừ, hợp lý đấy. Mình chết để nhường kia cho bạn ấy. Mình sống 10 kill.